Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một action giúp chuyển ảnh thường thành hình phác thảo chỉ với một cú click chuột. Bây giờ, bạn hãy tải những action stock trên kênh YouTube của tụi mình. Để qua đó, bạn hãy nhấn vào đường link nằm trong một hồ sơ. Sau đây là những bước chuẩn bị trước khi chạy action. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy vùng chọn người mẫu, vào Select, Subject. Photoshop AI sẽ tự động phân tích và lựa chọn chủ thể cho mình. Nhưng để chọn chính xác tất cả các chi tiết thì sẽ tùy thuộc vào mức độ khó hay dễ của chủ thể. Vào Select, Select and Mask để thêm những chi tiết mà chưa được lựa chọn. Dùng công cụ Refine Edge Brush Tool và bôi vào phần ven tóc để tách phần nền, đồng thời lấy những cọng tóc nhỏ phía bên ngoài. Mục Output Tool chọn New Layer và OK. Tiếp theo, đổi tên lớp này thành Brush. Nhấn giữ Ctrl và chọn vào lớp Brush để lấy vùng chọn của chủ thể. Chúng ta sẽ đổ màu đỏ lên hết vùng chọn. Đổi màu Foreground sang đỏ và nhấn Alt Delete. Vào mục Filter, Blur, Gaussian Blur, đặt 10 pixels, OK. Sau khi tải xong những Brush, Pattern, Action rồi, chúng ta sẽ thêm những preset vào Photoshop. Edit, Preset, Preset Manager, Load. Chọn Brush và Load nó. Mở một Preset Type ra và chọn phần Pattern. Load, Load một Pattern. Done. Trong bảng Action, nhấn vào biểu tượng sau. Chọn Load Action. Load Pencil Sketch Photoshop Action. Sau khi load xong rồi, chúng ta chỉ cần chọn action đó và nhấn nút play để chạy action thôi. Sẽ mất một chút thời gian vì mình đã tổng hợp rất nhiều bước trong action này để ra một sản phẩm tốt nhất. Mình đã phân chia các nhóm với màu sắc riêng biệt để cho các bạn dễ dàng nhận ra và quản lý. Thu nhỏ các mục lại và tắt mở từng mục để bạn có thể thấy sự thay đổi của từng nhóm. Ví dụ, bạn thấy nhóm brush này hơi đậm, thì chỉ cần giảm opacity xuống để hiệu ứng sẽ đẹp hơn theo ý của bạn. Nếu bạn thích video này, hãy ủng hộ đăng ký kênh YouTube Sound Design bên mình để nhận thêm nhiều thủ thuật hay mỗi ngày nha. Cảm ơn các bạn.